Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Tại sao Tổng thống Philippines ghét Obama? Mỹ quá. Cái nước Philippines nó có một cái lịch sử, họ cảm thấy hơi bị nhục. Là hồi xưa nó là một cái thuộc địa của nước Tây Ban Nha. Cho nên nhiều người Philippines có họ là họ Tây Ban Nha. Với họ có lai trong đó. Rồi sau này đó Mỹ mới quýnh Tây Ban Nha. Xong rồi Tây Ban Nha mới đầu hàng, xong rồi giao cái nước Philippines cho Mỹ. Rồi có vài trận Mỹ cũng quýnh với Philippines. Philippines cũng có một cái nhóm muốn độc lập. Mỹ cũng mấy cả trăm năm trước rồi. Thì có cái lịch sử đó cũng có hơi bị nhục trong cái lịch sử của Philippines, là nó là một cái nước mấy trăm năm mà bị đô hộ. Thì có một phần dân trong đó cũng nhớ gì lịch sử đó, họ cảm thấy làm như họ không có được kêu bằng tôn trọng, nhất là Mỹ tôn trọng họ. Tuy rằng Mỹ Philippines bây giờ bạn thân, hồi đó Mỹ đóng quân vô Philippines cũng nhiều lắm, rồi Mỹ giúp Philippines kinh tế đủ thứ đó, và có một cái điều đó là như vậy. Cái điều thứ hai nữa, cái ông tổng thống Philippines mới đó, ông có một cái đặc biệt đó là ông diệt ma túy rất là ác ôn. Ông không có cần dùng tòa án, ông có một cái cảnh sát công an riêng của ông. Ông ra lệnh giết ai là người đó giết đó hả, ông như Hitler vậy đó. Thì những cái nước Âu Châu với Mỹ phản đối cái đó, tại không có dân chủ. Thì khi mà Obama nhắc đến cái đó, thì trúng cái sự đau đớn của ông đó, cái ông Duterte đó. Thì ông mới chửi Obama. Cho nên he lấy hai cái cớ đó, một là ghét đế quốc Mỹ, hai nữa là cá nhân của ông là ông không có thích Mỹ nói xấu về cái chương trình mà diệt ma túy của ông. Mà nhờ cái diệt ma túy đó ông mới là tổng thống, mà cái cách ông trị nặng tay đó, cái xong rồi ma túy mới hết. Tuy rằng không có tự do mà ma túy hết, cho nên những cái dân họ cũng ủng hộ, mấy cái dân mà muốn mạnh tay về ma túy thì họ vận động rất là mạnh, thì họ bầu cử ông lên. Bây giờ ông chuyển qua bạn thân với nước Trung Quốc với nước Nga, mà để coi như sao. Mỹ đang giận nước Philippines rất là nhiều, tại bạn thân 70 năm rồi nói kiểu như vậy. Nào mà không có biết rằng là ông nói để cho lấy lòng Trung Quốc hay không, hay là ông như sao. Ông nói một mặt mà ở dưới như sao mình thật sự không có biết, ngoài ra ông với những cái nhóm gần gũi với ông thôi. Không biết suy nghĩ sao, chứ Pino nghĩ tội phạm ma túy nước nào cũng có, nhưng điều đó cách giải quyết không cần phải giết. Đúng rồi, cái ma túy đó, cái tội là cái người bán thôi à. Cái người bán ma túy là người phạm luật thôi, còn cái người hút á là họ bị ghiền, họ bị lỡ trong cái cuộc sống của họ. Cái đó là phải trị về y tế chứ không phải là trị là tội phạm. Cái người hút không có phải là tội, họ là nạn nhân. Cái người bán á, cái người làm á mới là cái người ác. Cái mấy người đó thì cũng nên bắt, mà không có nên ám sát, cái kiểu gì như ông đó. Anyway, không phải Philippines đang xích mích nữa. Không có, nếu có thể. Well, actually xích mích gì mà có cái đảo mà giành nhau ở Biển Đông á, thì có. Mà bây giờ ổng friendly, ổng khởi mở với Trung Quốc thì không biết họ giải quyết cái đó như sao. Mà Trung Quốc không bao giờ mà cho Philippines cái mấy cái đảo đó đâu. Never. Trung Quốc không bao giờ buông ra đâu. Em đọc báo thấy ông đòi cắt quan hệ Mỹ. Và ông nói vậy thôi mà không biết có cắt thiệt không. Mỹ thì thông tin của Mỹ nói rằng ông chưa cắt cái chương trình nào hết á. Kinh tế cũng y hệt với Mỹ thôi. Chưa có cái gì mà thay đổi hết á. See, ở bên Mỹ mỗi tiểu bang khi mà tội phạm bị tử hình là có mỗi cách xử khác nhau. Yes, có. Well, nước Mỹ có khoảng mấy tiểu bang à, tử hình à. Mấy tiểu bang khác bỏ hết ráo rồi. Có vài tiểu bang. Hồi xưa Mỹ còn, hồi mà sức còn nhỏ đó, còn treo cổ, còn bắn. Với lại ghế điện, với lại
với lại xì ga cho chết, bốn cách. Sau này là chích thôi, chích là gần đây. Okay, all right. I want to have a healthy body. Me too. Tôi có một cơ thể khỏe mạnh là sao? Ồ, tôi có một cơ thể hả? Okay. I have a healthy body hả? Huh? Ồ, tôi muốn hả? Okay. I want to, yeah, đúng rồi, theo đó đúng rồi đó. Yes, I want to have a healthy body. Đúng rồi, rất là hay. Yes. Sẽ không cần dứt nữa. Nghe nó sao sao hả? No, đúng rồi đó. I want to have, đúng rồi. Tôi muốn có a, đúng rồi, một cái cơ thể rồi. Healthy là tốt đó, tốt sức khỏe đó. Body, yep, perfect. All right, me see. Giờ mình thấy giờ đất nước đúng chia làm hai cực, Iran và Nga một bên, Mỹ và châu Âu một bên. Cuộc chiến bây giờ là cuộc chiến truyền thông. Giờ mấy báo nổi tiếng BBC, CNN đều nói sai sự thật cả, nhất là tình hình Trung Đông cũng thương cho Nga thật. Cũng rắc rối lắm, báo chí mình phải đọc phải hai ba nguồn mình mới mới biết rõ được, chứ một cái báo chí nó không rõ lắm. Thì nói chung là chia thế giới này là bây giờ làm như chia chia hai vậy đó. Hồi đó giờ tại nó từ tiếng chiến tranh lạnh ra thôi, cái từ chiến tranh lạnh còn còn lại thôi hà, chứ thật sự không có chia rõ lắm. Hồi xưa chưa rõ lắm, bây giờ ok, đỡ hơn nhiều lắm. Sao nước nào cũng sợ Mỹ cấm vận hết, chỉ có nước nào nhỏ gần Mỹ như Cuba mới phải sợ thôi chứ. Tại nước Mỹ là nước đế quốc, và cái nước đế quốc nó ảnh hưởng rất là nhiều cho những cái nước chung quanh, càng mạnh thì nó ảnh hưởng càng xa vậy thôi. I mean, nước Mỹ có nhiều cái cách để tạo ra kinh tế, còn những nước khác phải nhờ Mỹ họ mới có kinh tế, cái đó khó là như vậy. Ví dụ một cái nước nào nhỏ nhỏ kinh tế yếu làm cho Mỹ giận, thì Mỹ chỉ cần cúp viện trợ, cúp này cúp kia là cái kinh tế họ xuống liền tại chỗ luôn, ảnh hưởng rất là đau đớn. Còn đâu có nước nào mà cúp Mỹ đâu, tại Mỹ có nhiều, Mỹ là trung tâm vậy, cho nên một cái phần cúp thì Mỹ đi chỗ khác để làm ăn thôi, và nó rất là khó để bao vây Mỹ kinh tế. Ở Mỹ tiểu bang nào có nhiều middle class vậy? Cái đó hơi khó nha. Những cái tiểu bang mà giàu giàu khá khá đó, it's like maybe Cali nè, Cali mà khá không đều, actually Cali khá khá không đều. I think maybe like Maine, Washington, Oregon, Colorado, mấy cái tiểu bang đó khá hơi nhiều, khá chung chung. Còn tiểu bang là New York nó giàu thật sự mà có nhiều người nghèo, ít người giàu, cái kiểu vậy đó, nó không có đều. Cali cũng vậy, cũng có nhiều người giàu mà cũng cũng I mean, ít người giàu mà cũng nhiều người nghèo. Nebraska, I'm not too sure. Thuộc class nào nghèo? I'm poor, nghèo. Ohio, I guess cũng ok, không có giàu lắm. Hồi xưa nó giàu, bây giờ bớt rồi. Tiểu bang Cali tử hình cách nào? Thuốc, chích. Bây giờ chích rồi, đa số nên chích rồi. Bây giờ họ bỏ rồi, không có còn súng ống này kia, bây giờ đa số là chích hết. Alaska chung là, nói chung là nó là tiểu bang mà không phải là tiểu bang nữa. Nó tiểu bang tại ít người, ít dân lắm. Với cái kỹ nghệ của Alaska là dầu mỏ thôi hả? Alright, chiều giờ ngồi canh xiếc chưa ăn cơm. Trời, really? Giờ phải ngồi chấm bài nên oh my god, poor you. Xiếc biết nấu ăn luôn hả? Bữa nào dạy mấy xiếc đâu có biết đâu, bởi vậy mới cầu hôn đó. Bởi vì mới cầu hôn đó, tại mình thích ăn mà không biết nấu. Xiếc kể lý do ngày xưa Mỹ cấm vận Cuba đi. Do giác
Hả? Yes, từ Mỹ có khoảng 200 km à. Cho nên chiến tranh lạnh đó, Mỹ với Liên Xô đang gay cấn với nhau, thì tự nhiên có một cái nước kế bên sát bên Mỹ luôn, cái họ có một cái cách mạng, cái họ theo Liên Xô, thì Mỹ thấy cảm thấy làm như gai mắt vậy đó, thì Mỹ mới cấm vận Liên Xô, à, mình cấm vận nước Cuba. Có một có các bạn mém là không có sống rồi đó. Ok, năm 1962, nước Liên Xô đem mấy cái tên lửa đem qua Cuba. Sau năm 1962, họ đem khoảng mấy chục cái tên lửa vô cái đảo của Cuba, ngay sát biên giới nước Mỹ luôn. Họ chuẩn bị xây lên để bắn qua Mỹ, không phải bắn mà canh nghe Mỹ gần lắm. Từ đó phóng qua Mỹ khoảng 10 phút mà. Thì Mỹ mới khám phá ra cái máy bay mà chụp hình xuống đó thấy. Thì Mỹ mới Liên Xô mới gây lộn với nhau trong trong khoảng 2 tuần hả ta, và khoảng gần 2 tuần đó Mỹ với Liên Xô gần có chiến tranh thứ ba trên thế giới rồi đó, hai bên vũ khí tranh với nhau. Ông tổng thống Mỹ kêu bà con chuẩn bị chiến tranh thứ ba, bên Liên Xô cũng vậy. And then Mỹ mới lấy mấy chiếc thuyền quân sự Mỹ bao vây cái đảo Cuba, không có cho kinh tế ra vô luôn trong vòng mấy ngày đó. Thì sau đó thì Liên Xô mới đầu hàng, không phải đầu hàng, rút rút quân về, tại vì sẽ có chuyện rất là bự. Gần sắp chiến tranh thứ ba rồi đó. Sao Mỹ không quan tâm gì hết vậy? No, India quân sự không có mạnh. Nước India còn nghèo lắm, cho nên Mỹ không có quan tâm. Với Mỹ cũng bạn với India nữa, cho nên không có gì hết á. Hồi xưa India là thuộc địa của nước Anh, cho nên cái văn hóa của họ cũng ngã qua nước Anh, cũng ngôn ngữ này kia nọ cũng gần gũi bên Tây phương. Vậy nhưng tiểu bang nào không tử hình thì xử bằng cách nào? Nếu không tử hình, nếu không tử hình thì chung thân, vô tù chung thân thôi. Mà đa số càng ngày càng ít tử hình. Những cái tiểu bang là như ví dụ họ bầu cử một cái thống đốc cho tiểu bang đó, ông đó ủng hộ tử hình thì ông sẽ mở cái luật tử hình lại. Còn nếu ông nào phản đối tử hình thì họ sẽ khóa cái tử hình lại. Vậy đó, tùy theo những cái tiểu bang. Mà đa số tiểu bang của nước Mỹ là không có tử hình. Đa số tiểu bang Mỹ không có tử hình. Tù Mỹ ghê lắm. Will you go to Canada? Yes, I will. Chắc con đi Canada quá. Rồi, sao lúc trước nghe đọc báo Mỹ bỏ tù 800 năm? Có. Nếu mình giết, ví dụ nếu mình giết 5 người, hãm hiếp 10 người, thì cái tội đó nó sẽ cộng lại. Giết người 20 năm, hãm hiếp mười mấy năm, mà mấy người nữa, nó cộng 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 thành 800 năm. Okay. Tại sao họ cho 800 năm? Là nhiều khi á, mình giết một người lỡ tay hay gì đó, thì mình ví gì bỏ vô tù 25 năm đi, thì nếu mà mình một cái người trong tù mà hiền, làm gương cho những cái tù người khác tốt trong tù này kia kia nọ theo luật lệ, không có quýnh lộn quýnh lạo, thì trong vòng 10 năm mình xin phép đi ra thì họ có thể cho mình ra. Cái đó kêu bằng parole. Ok, tuy rằng mình bị vô tù 20 năm thì mình có thể đi ra khoảng 10 năm nếu mình good trong đó. Sổ 800 năm thì ý rằng là ông tòa án cho nặng vậy đó, là tại vì họ không có muốn cái gì parole, không có cho cái cơ hội để parole ra vậy thôi. 700 năm. Yes. Rồi, ngày xưa trước chiến tranh thứ hai, nước Anh có nghĩ là nó sẽ thua to thua không? Mỹ có nghĩ sẽ thắng lớn không? Không biết bao giờ mới hết thành đế quốc xếp hả? Hồi xưa đó, sau khi chiến tranh thứ nhất rồi, nước Anh sau mà nước Đức đang lên này kia, nước Anh đó, họ cảm thấy họ sẽ mất cái đế quốc. Yes, có cảm thấy.
Tại vì phong trào từ độc lập nó từ từ dần lên thế giới lúc đó bắt đầu hơi hơi bắt đầu rồi đó. Nước Mỹ người ta biết rằng nước Mỹ có tương lai thành một cái nước mạnh, họ cũng biết rồi. Nước Âu Châu nhìn qua nước Mỹ họ thấy rồi, tại vì nước Mỹ rộng quá, cái gì cũng có đó, cây cối rừng đồ dầu mỏ rồi có hết luôn. Cho nên họ biết là nước Mỹ có thể thể trong tương lai thôi mà không biết chừng nào. Không có ngờ là trước chiến tranh thứ hai mấy nước kêu quýnh với nhau rồi Mỹ nhảy vô rồi xong rồi Mỹ thắng hết luôn. Mỹ giúp người ta thắng luôn nữa thì Mỹ thành đế quốc luôn, nước Anh bị mất hết luôn. Mỹ lấy tính tham quá. Do hồi xưa người ta nhìn nước Mỹ người ta biết rồi, người ta biết nước Mỹ có thể trong tương lai là mạnh này. Rồi làm sao để hòa nhập với cách sống của người Tây hả? Trang thấy khó làm bạn thân với Tây. Nó hơi khó cái mình tùy theo người thôi. Không phải người Tây nào là như mình có thể hòa nhập được. Có thể mình có người bạn Tây mà họ hiểu rộng về có bạn bè nước ngoài hay gì đó thì họ có lấy. Còn nếu có nhiều người Mỹ họ sống trong cái cuộc sống của họ, họ không có giao tiếp với những người da màu, họ không có giao tiếp với những người mà từ nước khác, cho nên họ gặp mình họ cũng không biết nói làm sao, mà họ cũng không có biết phong tục của mình như làm sao, cho nên cũng hơi khó để nói chuyện để tâm sự, tùy theo người thôi. Mỹ hay dùng câu cây gậy và củ cà rốt, vậy nó có nghĩa là gì? Cây gậy củ cà rốt hả? Ok rồi, it's called the carrot. The carrot là như sao? Ok, cái này là cái biểu tượng mình đang cưỡi cái con ngựa đó, hay là cái con lừa? Cái con lừa là cái con mà nhỏ nhỏ gần như con ngựa rồi, phải không? Cái con lừa rồi. Nếu cái con lừa nó có hai cái tánh, nếu nó lì á, mình có hai cái tánh để trị nó. Một á, là mình đưa nó cái cây cà rốt trước mặt nó đó, xong nó thấy cây cà rốt cái nó đi tới đi tới đi tới vậy. Cái nữa mình lấy cây roi mình quýnh nó, là cái cây stick đấy, nó hai loại mình đánh đó, nó mới 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 đi. Cho nên khi mình đối xử với người nào đó, the carrot là một cái gì đó để mình thưởng họ, để cho họ làm cái ý của mình muốn, cho tiền, cho quà, bất cứ cái gì. The stick là dùng vũ khí, chiến tranh, bạo lực để cho họ thấy sợ, để họ cho họ làm. Về mà không phải về mà chính trị mà quốc tế đó, mình dùng the carrot hay là the stick, right? The carrot thì mình đưa những cái kinh tế tốt cho cái nước khác để theo mình làm bạn mình cho họ giảm thuế này kia cái nọ. The stick là mình đem xe tăng đến biên giới của họ mình hăm dọa lại tạt. Ok. Alright. Da sứt trắng như vậy thì người Mỹ có phân biệt được sứt là da trắng hay tỉnh. Tóc của mình thì đen, mắt thì mình cũng giống giống Á Châu, mình không có kịch cọm làm như người đa số người da trắng. Of course, thì nhìn thấy là biết là mình Á Châu rồi. xin nói tiếng Anh người Mỹ có phân biệt được không? Hình như không. Trong điện thoại hay gì đó, nợ tiếng sầu nha. Ok, tại vì mình bị kỳ thị rồi hồi nhỏ, cho nên mình biết cái sự đau đớn mà người ta kỳ thị mình, cho nên sức không có thích kỳ thị dân tộc. Cái điều gì mà sức ghét nhất là kỳ thị dân tộc. Tại mình đã bị đó rồi. Ông Trump có tuyên bố rằng nếu bà Hillary đắc cử chắc chắn bà ấy sẽ tạo ra chiến tranh thế giới thứ ba với Nga. Ông hù vậy đó. Vì chính sách của bà không được mềm dẻo như Obama. Bà tỉnh táo hơn ông Trump. Ông Trump không có tỉnh táo. Tuy rằng bà hung hăng, mà bà hung hăng là như chồng bà thôi. Hồi đó ông Clinton cũng vậy thôi. Không có gì. Rồi những ông tổng thống trước nữa, ông Reagan, Nixon này kia cũng không có chiến tranh thứ ba gì cả. Tuy rằng họ hung hăng nhiều hơn bà Clinton, mà bà Clinton bà kiến thức hơn với tỉnh táo hơn ông Trump rất là nhiều.
Thiết bị sao? Ô, hầm như hồi nhỏ đó, cái xong cái mấy có một cái người Mỹ kỳ thị nói mày đi về nước mày đi vậy đó. Hay là mình đi đâu cái họ hỏi do you speak English, bạn có nói tiếng Anh không, làm như họ nhìn mình cái họ cảm thấy là mình nhìn nước hoài vậy đó, làm như ủa mình lớn đây rồi tự nhiên hỏi như vậy. Hôm kia mình đi thử rượu cái mình vô một cái quầy đó, cái chỗ đó cũng nhìn sang sang rồi cũng nay nice lắm, cái bà đó bà hồi đó giờ chắc bà chưa bao giờ bà giao tiếp với người nước ngoài hay là người mà khác dân tộc bà. Siết nói dở vài câu cái xong cái bạn ấy ô mày cần cái miếng giấy bằng tiếng tiếng Tàu không, tiếng tiếng Chinese không, tiếng Hoa không. Really? Yeah. So, mấy cái đó nhiều khi cũng thông cảm cho cái bà đó, mình suy chắc cũng không có kỳ thị gì, mà những cái người mà kỳ thị mình rõ ràng á, mấy cái người đó. Ok, bye Kevin. Nhiều khi mình cũng đẹp trai quá thì họ có thể gato, thì mình cũng nhiều khi khó phân biệt giữa kỳ thị với gato lắm. Cho nên thôi mỗi lần mình bị người ta như vậy thì mình nói là chắc mình tự nói là chắc họ gia tô thôi chứ không kỳ thị đâu. Bạn nói kìa người Mỹ chảnh lắm, nó dự phụ huynh học sinh, nó đi dự sinh khi vào lớp ngồi ghế phụ huynh người Ý, bạn vừa ngồi xuống là nó dòm dòm rồi nó đi chỗ khác. Kệ 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 họ. Kệ họ, mấy người đó nước Mỹ mà mốt người da trắng sẽ thành tiểu số, cho nên đừng có lo. 20 năm nữa, 15 năm nữa chứ, 15 năm nữa da trắng sẽ thành tiểu số trong trong nước của họ.